Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa vụ hai học sinh sát hại bạn học ra xét xử. Vụ án gây chấn động dư luận xã hội bởi lúc vụ án xảy ra, cả hai bị cáo và nạn nhân đều chưa đầy 16 tuổi. Đầu năm 2023, Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã xác định vụ án hai học sinh sát hại bạn học ở Thái Thụy, Thái Bình là án trọng điểm. Bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn. Cuối tháng 6 năm 2023, vụ án đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử. Theo đó, hai bị cáo Bùi Ngọc Khiêm sinh ngày 17 tháng 1 năm 2007 và Bùi Nhật Long sinh ngày 22 tháng 9 năm 2007, cả hai đều trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị truy tố về tội sát hại người. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, về diễn biến vụ việc, sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022, do mâu thuẫn trêu đùa tại trường học giữa Bùi Ngọc Khiêm và Phạm Quang Anh, đều là học sinh lớp 10, học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Thái Thụy, nên cả hai bên đã xảy ra xô xát. Cả hai hẹn gặp nhau vào giờ học tại cổng trường để giải quyết mâu thuẫn. Khiêm chuẩn bị vật sắc nhọn, dù bạn là Bùi Nhật Long cùng đi để ra đòn với Quang Anh. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại cổng trụ sở tiếp công dân huyện Thái Thụy, cạnh cổng trường, khi hai bên gặp nhau, Quang Anh dùng mũ bảo hiểm vung một nhát vào đầu, tát thêm một cái trúng mặt Khiêm. Điên tiết, Khiêm dùng vật sắc nhọn xiên liên tiếp hai nhát vào ngực, cổ Quang Anh. Còn Long dùng nắm đấm ra đòn 4 phát vào đầu, vai Quang Anh. Trong khi đó, Khiêm tiếp tục dùng hung khí sắc nhọn nhắm vào Quang Anh, tấn công tới tấp. Bị ra đòn hội đồng, hậu quả Phạm Quang Anh bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đến 11 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022, nạn nhân đã thiệt mạng tại bệnh viện do bị nhiều vết thương trên cơ thể. Tại phiên tòa sơ thẩm, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận về hành vi của mình đã gây ra. Các bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về làm lại cuộc đời. Phía đại diện bị hại cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Được biết, gia đình các bị cáo đã bồi thường một phần cho phía bị hại. Trong vụ án này, hành vi của Bùi Ngọc Khiêm, Bùi Nhật Long được xác định là đặc biệt nguy hiểm. Thời điểm xảy ra vụ án, người bị hại mới 15 năm, 1 tháng và 8 ngày tuổi. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội đoạt mạng người với tình tiết địch khung sát hại người dưới 16 tuổi. Phạm tội có tính chất côn đồ, được quy định trong Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, tại tòa, hội đồng xét xử đã nhiều lần nhắc đến vai trò của gia đình, sự giáo dục của bố mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Bố mẹ của các bị cáo cũng nhận một phần trách nhiệm về mình khi chưa quản lý dạy dỗ con em nghiêm khắc kịp thời. Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Bùi Ngọc Khiêm 8 năm tù, Bùi Nhật Long 3 năm tù về tội sát hại người. Nỗi ám ảnh suốt đời của cậu học sinh lớp 9. Ngày 1 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2006 ở Đan Phượng, Hà Nội, mức án 8 năm tù về tội sát hại người. Về dân sự, tòa buộc bị cáo và gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Trong khi các bạn cùng trang lứa với Khánh đang bận việc học, cậu học sinh lớp 9 ngồi co ro ở băng ghế dành cho bị cáo, đôi tay gầy lọt thòm trong chiếc còng số 8. Ở hàng ghế dưới, bố mẹ Khánh ngồi thất thần. Hàng ghế đối diện, người mẹ mất con cũng không giấu nổi vẻ đau buồn. Bi kịch đau lòng bắt nguồn từ chuyện tưởng chừng đơn giản. Khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 3, Khánh cùng hai cậu bạn cùng học lớp 9, trường trung học cơ sở Hồng Hà, huyện Đan Phượng, ngồi chơi điện tử tại quán game. Lúc này, một người bạn của Khánh có tên thường gọi là Khoành, không xác định được tên, tuổi, địa chỉ, chạy vào quán nói với Khánh việc mình bị một nhóm người cầm gạch ném vào lưng. Khánh cùng hai bạn chạy ra thì thấy Nguyễn Hoàng Dũng, học sinh lớp 8 trường Hồng Hà, đang đứng cùng một số nam thanh niên. Trên tay Dũng cầm một đoạn gậy. Thấy Khánh và các bạn, Dũng cùng nhóm bạn bỏ chạy. Tối hôm sau, Khánh bị Dũng và nhóm bạn bủa vây ra đòn.
Bực tức vì chuyện này, sáng 1 tháng 4, Khánh chuẩn bị sẵn vật sắc nhọn dùng để mổ lợn, cất vào cặp sách mang đến trường. Khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, đến giờ ra chơi tiết thứ hai, Khánh mang theo cặp sách bên trong đựng hung khí đi xuống lớp 8A. Thấy Dũng đang ngồi ở bàn giáo viên, Khánh rút hung khí trong cặp, đi tới chỗ Dũng, nói: "Hôm qua mày táng ai?" Rồi xiên một nhát chí mạng vào người nạn nhân. Cô học sinh lớp 8 đưa tay đỡ, nhưng cú ra đòn đã xiên trúng ngực Dũng. Gây án xong, Khánh rút hung khí đi về lớp, đặt lên trên mặt bàn. Về phía nạn nhân, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã thiệt mạng sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ nhà trường đã đưa Khánh đến công an xã trình báo. Gây án sát hại bạn khi chưa đủ 15 tuổi. Sau sự ra đi của Dũng, Khánh thường xuyên mất ngủ, bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Ngồi lo thòm ở băng ghế dành cho bị cáo, cô học sinh lớp 9 khai thường hay chơi những game hành động. Cô bạn tên Khuỳnh thì Khánh mới quen được hơn 1 tháng. Khánh khai mang theo hung khí để phòng thân và lúc ra tay với bạn, bị cáo nhắm tịt mắt vì sợ nhìn thấy huyết. Khánh nói hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật, bị cáo rất ân hận và xin lỗi vì đã gây đau thương cho gia đình nạn nhân. Có mặt tại tòa, thầy giáo chủ nhiệm của Khánh cho biết bị cáo có học lực và hạnh kiểm trung bình. Cô học trò bình thường, không hay gây gổ với bạn bè. Mang nỗi đau mất con, mẹ của Dũng chua xót nói: "Không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra ngay trong môi trường an toàn là lớp học." Bà đề nghị tòa xử thật nghiêm minh bị cáo để đủ sức gian đe, giáo dục ngoài xã hội. Mẹ nạn nhân cho rằng mức án mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt Khánh từ 7 đến 9 năm tù là quá nhẹ. Bào chữa cho bị cáo, luật sư phân tích nguyên nhân phạm tội của cậu học sinh lớp 9 là do thiếu hiểu biết. Bên cạnh đó, cha mẹ Khánh đã không sát sao quản lý con, để con sa vào nghiện game, khiến tâm sinh lý của Khánh bị ám ảnh bởi những trò chơi hành động. Luật sư cũng đặt vấn đề trách nhiệm của nhà trường khi vụ án xảy ra trong lớp học. Đối đáp lại quan điểm cho rằng mức án đề nghị là quá nhẹ, đại diện viện kiểm sát khẳng định bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên, chưa có nhận thức đầy đủ, hành vi của bị cáo là bột phát nên không thể truy tố bị cáo sát hại người với tính chất côn đồ. Theo vị đại diện viện kiểm sát, tại tòa, Khánh tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi. Chuyện đau lòng xảy ra là bài học đắt giá với bị cáo và cậu học sinh lớp 9 sẽ phải mang theo suốt đời những ám ảnh khi đã sát hại bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.